Chào mừng mọi người cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Ngọc Minh sẽ cùng với quý anh chị và tìm hiểu những cái bất động sản tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì tại Bảo Lộc, Lâm Đồng thì rất là nhiều sản phẩm về nhà đất bất động sản. Nhưng mà hôm nay Phước Sửu và Ngọc Minh sẽ dẫn quý anh chị đến một nơi gọi là bất động sản cực kỳ hot và tiềm năng. Thì nói đến khu vực này, đó là cái khu vực gần Thác Đồng Ri. Thì ở đây thì có rất là nhiều loại sản phẩm. Thì ở đây thì có một số sản phẩm là được phân lô, bán nền và có pháp lý giấy tờ sổ hồng đầy đủ. Thì ở đây có rất là nhiều cái tiện ích tiện lợi mà quý anh chị, quý khách hàng sẽ sở hữu ở đây. Thứ nhất là sản phẩm ở đây là đã có sổ hồng sổ đỏ đầy đủ rồi. Và ở đây, tại đây thì là một gần cái khu du lịch Đam Ri, là một ngọn thác cực kỳ hùng vĩ và nổi tiếng ở Lâm Đồng luôn. Và tại đây thì quý khách hàng sở hữu những vị trí đất như vậy thì có thể là làm những mảnh vườn, trồng hoa, trồng cây, nuôi những cái vật nuôi thú cưng của mình để tận hưởng, nghỉ ngơi, giải trí, là một cái căn nhà second home để mình có thể là lui về sau những giờ làm việc hoặc là về nghỉ dưỡng ở những tỉnh khác. Thì để tìm hiểu rõ hơn thì Phước Sửu cùng Ngọc Minh sẽ cùng chia sẻ với quý anh chị những cái tiềm năng đầu tư tại khu vực này nhé. Cảm ơn anh Phước Sửu đã chia sẻ. Ngọc Minh chi tiết hơn cho anh chị về đất vườn Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Đất vườn Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng hiện đang là tâm điểm mới của giới bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam mấy năm gần đây. Với tiềm năng phát triển và quỹ đất còn đa dạng, đi theo đó là sự dịch chuyển của các nhà đầu tư lớn đầu tư mạnh mẽ và các vùng Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Lâm Đồng, dần tạo nên xu hướng cho người dân Sài Thành bỏ phố về với những vùng nông thôn và hòa cùng thiên nhiên cây xanh. Với các dự án đang được đầu tư và đầy tiềm năng tại vùng đất Lâm Đồng thì không thể không nhắc tới dự án đất vườn tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm hiện nay đang được các nhà đầu tư và khách hàng săn đón. Huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Di Linh với độ cao 900 m. Vùng đất này là nơi thu hút người khách nơi xa với khung cảnh đầy thơ mộng và bầu không khí trong lành mát mẻ, tạo cho những người đến đây đầy sự lưu luyến. Với khí hậu Bảo Lâm là khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới, chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 11. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11, kết thúc vào tháng 4 năm sau. Cảm nhận của nhiều người khi đến với Bảo Lâm là khí hậu ấm áp và ôn hòa. Trung tâm huyện Bảo Lâm cách với thành phố Hồ Chí Minh 210 km về phía đông bắc, cách thành phố Đà Lạt 140 km về phía tây nam, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 8 km về phía bắc, cho thấy sự thuận tiện trong việc đi lại của Bảo Lâm và những thành phố khác. Cơ sở hạ tầng đang phát triển, nằm trên trục đường quốc lộ 20, cho thấy được tiềm năng phát triển tại nơi đây và thu hút các nhà đầu tư lớn. Vị trí địa lý của thị trường đất nền Bảo Lâm tiếp giáp, phía đông giáp huyện Di Linh, phía tây giáp các huyện Đạ Tẻ và Cát Tiên, tây nam giáp huyện Đạ Hoai và thành phố Bảo Lộc. Thành phố Bảo Lộc gần như nằm trọn trong lòng huyện, phía nam giáp với các huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, phía bắc giáp thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Lắc, Đắk Nông. Đây được xem là vị trí khá là đắc địa khi những vùng đất xung quanh đang khá phát triển và thuận lợi cho đường giao thông. Toàn huyện Bảo Lâm rộng 1.465 km2 với nhiều loại quỹ đất nhằm đáp ứng được nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng. Những người dân ở đây hòa đồng và thân thiện. Các dân tộc chủ yếu sống ở đây là Cờ Ho, Kinh, Nùng, Tày. Đa văn hóa vùng miền kiến tạo nên một tiềm năng du lịch khám phá văn hóa, thúc đẩy tiềm năng đất Bảo Lâm lên cao. Lợi thế tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Lộc An, Bảo Lâm đang được quy hoạch là vùng phát triển nông nghiệp, với sự phát triển nòng cốt là ngành nông nghiệp. Những loại trái cây ngon, đặc sản được cung cấp ra thị trường bao gồm quả hồng, cam sành, trà xanh, chuối, bơ, sầu riêng. Thật tuyệt làm sao khi sở hữu mảnh vườn tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và trồng những loại cây đặc sản nơi đây. Với sự phát triển mạnh mẽ từ thành phố Bảo Lộc và những dự án được đầu tư, cho thấy đây là bước đệm cho sự phát triển tại Bảo Lâm khi tiếp giáp với Bảo Lộc chỉ 8 km. Được xem là mảnh đất vàng đối với những dự án khu nghỉ dưỡng hay những đất vườn khi khung cảnh nơi đây được kiến tạo bởi những con hồ và khu rừng tạo nên lợi thế mạnh mẽ tại đây. Tiềm năng phát triển tại huyện Bảo Lâm. Bảo Lâm là khu vực với quỹ đất dồi dào, đồng thời một vài khu vực của huyện đang là định hướng phát triển và sáp nhập Bảo Lộc. Từ đó, thành phố Bảo Lộc định hướng trở thành thành phố trọng điểm tỉnh về kinh tế, chính trị, giáo dục. Hiện nay, trong các tỉnh Tây Nguyên thì Lâm Đồng không chỉ có ưu thế du lịch lớn đã phát triển lâu nay, còn nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm mà còn có tiềm năng kinh tế tổng hợp nhờ vị trí địa lý tiếp giáp và nhiều hướng thông thương với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây, Liên Khương vận hành, ấn định Bảo Lộc là trục con thoi giữa hai đầu kinh tế lớn phía Nam và Tây Nguyên. Tuyến liên tỉnh Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu hoàn thiện nâng cấp, thành phố sẽ có diện mạo mới, xúc tiến giao thoa kinh tế. Thêm vào đó, sân bay Liên Khương là giải pháp trong chính sách hạ tầng, san sẻ áp lực cho hàng không. Nam Trung Bộ đã quá tải ở Cam Ranh. Với được vị trí thuận lợi tiếp giáp với Bảo Lộc, chỉ cách 8 km thì còn giúp cho tiềm năng tại xã Bảo Lâm cũng được thơm lây. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản và đội ngũ chuyên gia lĩnh vực bất động sản, công ty môi giới bất động sản tiềm năng xin được hỗ trợ và tư vấn tận tình đến quý khách. Hiện nay, bất động sản tiềm năng hiện đang buôn bán đất vườn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm với quỹ đất đa dạng, bao gồm những loại đất đẹp, vuông và các loại đất gần sông, gần hồ, khung cảnh rừng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Hãy để đội ngũ bất động sản tiềm năng làm người bạn đồng hành cùng bạn. Với uy tín thương hiệu lâu năm, chúng tôi luôn cam kết mỗi mảnh đất hay dự án chúng tôi giới thiệu đến tay khách hàng sẽ đảm bảo pháp lý sổ hồng vĩnh viễn. Đa số những mảnh đất chúng tôi bán ra sẽ có đường đi rộng rãi, xe ô tô có thể đến tận nơi. Bất động sản tiềm năng chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin về giá và những dự án tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn kịp thời và nhanh chóng. Anh chị hãy để lại số điện thoại hay inbox Zalo nếu có nhu cầu. Đội ngũ công ty chúng tôi sẽ tận tình tư vấn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với mức giá tốt nhất. Ngọc Minh và Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở nhiều video sau. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt và thành công trong công việc.